Quý vị thân mến, tỉnh Bình Dương sắp tới đây sẽ có thêm trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại thành phố Thuận An do công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt và tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư. Lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị trên vừa chính thức diễn ra sáng ngày 18 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong top 3 tỉnh thành thu hút FDI trên toàn Việt Nam, chỉ đứng sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hiện là tâm điểm an cư và đầu tư đáng chú ý, trong đó Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một là ba địa phương thu hút đầu tư và tăng trưởng ấn tượng nhất tỉnh. Bên cạnh đó thì mũi nhọn là bất động sản công nghiệp, Thuận An cũng đang tập trung phát triển bất động sản nhà ở để hình thành những đô thị hiện đại. Sắp tới đây thì thành phố Thuận An sẽ đón nhận thêm dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương do công ty Phát Đạt và tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư. Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương sẽ được phát triển theo mô hình khu đô thị phức hợp hiện đại đẳng cấp. Với kinh nghiệm phát triển nhiều dự án cao cấp trước đó, cùng năng lực tài chính mạnh của hai đơn vị đầu tư là Phát Đạt và tập đoàn Danh Khôi, dự án kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của thành phố mới Thuận An. Tập đoàn chúng tôi cùng tập đoàn Phát Đạt là hướng về Bình Dương và cam kết sẽ đầu tư lâu dài và tạo ra những giá trị cho địa phương. Và chúng tôi hôm nay tổ chức buổi lễ hôm nay là cùng hợp tác, cũng có rất nhiều đối tác đồng hành để tạo ra những chất lượng sản phẩm mang đến cái giá trị đầu tư tuyệt vời cho khách hàng, cho cư dân trên địa phương Bình Dương. Trong khuôn khổ buổi lễ cũng đã diễn ra nghi thức ký kết với các đơn vị hợp tác đồng hành là DKRA Việt Nam, tổng đại lý tiếp thị và phân phối, Central, tổng thầu thiết kế và xây dựng, Turner, đơn vị tư vấn giám sát xây dựng, Rita Võ, đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh Color và AKA, đối tác cung cấp giải pháp nội thất cao cấp, thành viên tập đoàn AA Corporation. Ở dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương thì chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một trong những cái dự án biểu tượng của thành phố Thuận An. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cái dự án chất lượng cao, được phát triển bởi các cái đối tác rất là uy tín tại Việt Nam, thiết lập một cái chuẩn sống mới tại cái thị trường đầy tiềm năng ở Bình Dương. Với sự hợp tác của hàng loạt những tên tuổi lớn, dự án trung tâm và thương mại căn hộ cao cấp Bình Dương sẽ tạo nên tiếng vang và là tâm điểm thu hút khách hàng cũng như nhà đầu tư đến với Thuận An, thành phố hạt nhân của tỉnh Bình Dương.